Video không dành cho những bạn bị phụ huynh giám sát, cũng như là lướt TikTok đêm khuya. Cơm trộn Hàn Quốc giòn. Điều tuyệt vời nhất trong ngày. Không có một mỹ từ nào miêu tả được cảm giác lúc này. Canh kim chi bò. Trong này sẽ có kim chi và ba chỉ bò Mỹ. Ship đến nơi nó vẫn nóng nguyên à? Mình siêu thích ăn đồ Hàn Quốc ấy, đặc biệt là cơm trộn. Mình định trộn miếng trứng này lên nhưng mà mình nghĩ lại. Nói thật là mình vẫn chưa thấy cảm giác giòn đâu ấy. Cơm hơi cứng mọi người ạ. Có lẽ nào giòn ở chỗ gạo sống à? IQ vô cực. Cho gạo sống xong thành cơm giòn. Tôi biết còn lại thì canh bò ngon. Cơm mềm và cơm giòn thì cả hai cùng mềm. Nhưng mà cơm giòn thì được cái là gạo hơi giòn.